Ngày 9 tháng 5 năm 2022, ca sĩ Khánh Phương đã chính thức được bổ nhiệm trở thành giám đốc truyền thông của tập đoàn T-World Group. Sự kiện này đã đánh dấu một bước chuyển lớn trong sự nghiệp của ca sĩ Khánh Phương và cũng đánh dấu mốc quan trọng, một làn gió mới hứa hẹn sẽ mang đến được nhiều thành công vang dội cho Minh Thảo DSC và T-World Group. Với vai trò là giám đốc truyền thông, ca sĩ Khánh Phương sẽ đảm nhận công việc hoạch định chiến lược truyền thông, quản lý vận hành toàn bộ hoạt động truyền thông và là hình ảnh đại diện cho thương hiệu. Đây cũng là cơ hội đến với nhiều anh chị em muốn gia tăng thu nhập, muốn tìm đến một thương hiệu uy tín thì còn chần chừ gì nữa. Hãy đến với T-World Group ngay từ hôm nay. T-World Group, nâng tầm chất lượng cuộc sống. Yeah!